Đất nước Việt Nam chúng ta với hơn 4.000 năm lịch sử phát triển dựng nước và giữ nước, Đạo Phật đã đến với dân tộc Việt Nam và đồng hành cùng dân tộc ta suốt quá nửa chặng đường lịch sử. Có những giai đoạn Phật giáo đã trở thành quốc đạo như thời Lý, thời Trần. Văn hóa Phật giáo có thể nói đã được thấm đẫm trong tinh thần của mỗi người dân đất Việt. Nhất là vào thời kỳ nhà Trần, đất nước chúng ta còn có cả vị vua xuất gia theo Phật. Thượng Hoàng Trần Nhân Tông đã chứng đạt chân lý của Phật giáo, ứng dụng nhuần nhuyễn Phật giáo trong việc trị quốc an dân. Đức Phật Thích Ca ra đời, đem đến cho nhân loại chúng ta thông điệp yêu thương, thông điệp tình người và nhân ái. Tâm từ bi là bản chất của Phật giáo, từ bi còn là thể hiện của tánh Phật. Phật giáo đi đến đâu, ở đâu đều đem đến hòa bình, an lạc cho chúng sinh. Tinh thần của Phật giáo là sống lục hòa cộng trụ, sống chung an lạc. Là người Phật tử, nhưng chúng ta cũng là công dân của đất nước Việt Nam. Mỗi Phật tử chúng ta cần học theo gương sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta phải biết tu các đức tính cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Đó là những đức tính tốt mà một người Phật tử cần có. Cả nước như là rừng, mỗi chúng ta là cây. Cây có đẹp thì rừng mới đẹp. Với phương châm đạo Pháp gắn liền với dân tộc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đem đạo vào đời, đạo làm đẹp cho đời, mỗi Phật tử chúng ta là sứ giả của Như Lai, nguyện dấn thân vào cuộc sống xã hội bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, hưởng ứng với Đảng và Nhà nước, phát huy truyền thống yêu nước của những người con Phật với ý chí tự lực tự cường, đoàn kết, chung sức đồng lòng với nhân dân cả nước, đưa đất nước ta vượt qua những khó khăn thử thách, xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ chủ quyền độc lập lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều triển vọng tốt đẹp. Không những thế, chúng ta còn có trách nhiệm làm cho thế giới này hòa bình, an lạc, biến cảnh trần gian thành cõi tịnh độ.